cơ sở vật chất thì quá là tuyệt vời. Môi trường mà tốt nhất mà mình nghĩ mình có thể tìm cho con. Hài lòng và mãn nguyện với cả cái môi trường của TV. Hầu như là từ bé đến lớn là con học công và con học các cái lớp chọn ở các cái trường công lập. Thì mình thấy là cháu nó không cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi ngày đi học. Thì mình suy nghĩ và tìm hiểu sang trường DW. Thì thấy nó có nhiều thứ nó phù hợp với con và mình muốn là có một sự thay đổi mới lạ để cho con mình nó phát triển tốt hơn theo cái khả năng của nó. Cơ sở vật chất rất là hiện đại và tiên tiến với các cái thiết kế, các phòng chức năng rất là phù hợp cho những cái hoạt động khác nhau của học sinh cũng như là giáo viên trong trường. Bác bảo vệ đến rồi chào quan tâm đến bố mẹ rồi các bạn học về, từ cô tạp vụ tới cô lao công, mọi người đều rất là yêu thương các bé và để lại cho các bé cái sự gần gũi. Con nhà mình cũng đã trải qua 4 năm học tập tại hệ thống trường Sakura, thì gia đình mình cũng đã đi tìm khá là nhiều những ngôi trường xung quanh khu vực gia đình ở. Tuy nhiên thì cuối cùng mình lại quay về DW School. Cái quan trọng nhất mà mình muốn con được tiếp tục học ở DW School đó chính là cái tư duy, cái tinh thần của hệ thống trường Edufit truyền tải từ các thầy cô giáo hệ thống mầm non cho đến hệ thống tiểu học. Giá trị cốt lõi của trường ấy thì khuyến khích học sinh là tự phát biểu ý kiến của mình ấy. Thì cái giá trị cốt lõi cũng là nói rất là rõ là học sinh là trung tâm. Thì cái việc đấy thì nó sẽ làm tăng cái khả năng tự tin của con. Thì qua 4 năm học thì anh thấy là con tự tin, bây giờ con hoàn toàn tự tin ở bất kỳ đâu, bất kỳ môi trường nào. Môn văn tiếng Việt của trường là một cái môn mà mình đánh giá là rất khác biệt so với rất nhiều các trường học ở trên địa bàn Hà Nội. Các con được đắm mình trong một cái thế giới của môn văn tiếng Việt. Ở đó các con được hòa mình vào tất cả những cái sự kiện, những nhân vật, được đóng vai, được tưởng tượng, khiến cho các bạn ý có thể phát huy được rất là nhiều những cái tư duy về văn học và con có cách biểu cảm ngôn ngữ của mình tốt hơn rất là nhiều. Phát triển cái năng lực về ngôn ngữ cho học sinh một cách là tự nhiên nhưng cũng rất là có chiều sâu và không phải lệ thuộc vào những cái văn bản mẫu. Các con được là chính các con khi thể hiện những cái quan điểm của mình. Ấn tượng của mình vẫn rất là sâu sắc với cái chương trình học bài học cuối năm của con vào lớp 1 cách đây là 3 năm. Khi mà tham gia cái buổi học đó, mình thực sự rất là xúc động. Xúc động ở đây là mình đã thấy con trưởng thành. Ở đó thì có những rất là nhiều những cái đồ vật của con, từ những cái bộ quần áo sơ sinh và một số những cái sản phẩm rất là ít thôi các con đã được làm trong những cái tháng đầu tiên con được học ở lớp 1. Sản phẩm đó của con thực sự là mình thấy con trưởng thành, con lớn rất là nhiều và mình không nghĩ được đấy là cái sản là làm con của mình. Phương pháp nó học rất là tiếp cận rất là mới nên con được tích lũy được rất nhiều kiến thức từ thực tiễn và trong các áp dụng để nghiên cứu luôn. Thì điều đó điều bố mẹ cảm thấy rất là hài lòng và nhìn thấy Bảo Châu mỗi một ngày đi học về đều rất là vui vẻ được chia sẻ với bố mẹ về những kiến thức mà con được học được ở trong trường á. Còn chương trình tiếng Anh thì theo chuẩn Common Core của Mỹ thì nó là một cái mà phụ huynh không phải lo lắng nhiều bởi vì nó đã theo một cái chuẩn rồi. Và hàng năm thì nhà trường có tổ chức cho các con thi kỳ thi MAP thì mình sẽ biết chính xác là con mình đứng ở đâu. Các con cũng được học rất nhiều các kỹ năng, ví dụ như kỹ năng về tư duy ứng biện, kỹ năng về thuyết trình, chuyên đám đông, khả năng tự học nữa. Thì cái đấy là anh thấy là các con được phát huy hết khả năng của mình. Các cô tổ chức tranh biện cho các môn khoa học bằng tiếng Anh. Thực ra mình cũng hơi ngạc nhiên là tại sao lại tranh biện bằng môn khoa học. Nhưng mà khi con kể lại thì mình thấy là cũng rất là thú vị. Các con bảo vệ quan điểm về mặt khoa học với nhau thì như thế cũng rất là gần gũi và thiết thực với cuộc sống và công việc sau này cho các con. Ở con, cái sự thay đổi lớn nhất mà vợ chồng nhận thấy và cảm thấy bố mẹ vẫn thấy hài lòng khi quyết định sang đây đó là con vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Tính bạn ấy thì là người rất là sống kín đáo và ít khi chia sẻ. Đến bây giờ thì mình thấy là con
dám nói và dám biểu lộ những cái cảm xúc nó từ trong cái suy nghĩ, trong cái tiềm thức của con ra bằng ngôn ngữ rất là hay. Những cái hoạt động về tranh biện, bảo vệ các cái quan điểm hoặc dự án hoặc thuyết trình ở trường có rất nhiều, và gần như môn nào cũng có cái phần thuyết trình đó. Cho nên dần dần là qua thời gian thì cái kỹ năng về thuyết trình của con đã được cải thiện lên rất rất nhiều. Con cũng đã biết cách ứng xử trung thực và có lập trường, quan điểm của mình đối với từng sự việc. Con cũng đã thể hiện được mình là một cái người mà có thể sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các thầy cô, bạn bè và bố mẹ và những người thân trong gia đình. Trong cái sự kiện bài học cuối năm tại lớp Ba Lagos vừa rồi thì Quang Minh nhà mình được làm vai trò MC. Và mình cũng rất là bất ngờ là bạn ấy có thể làm MC một chương trình tại lớp trước đông đảo các phụ huynh và thầy cô. Bạn ấy dẫn một cách rất là tự nhiên mà không hề có tài liệu, không hề có một cái giấy tờ gì. Ở Bảo Châu có một cái sự phát triển rất là tốt về tất cả các mặt, về kiến thức, về kỹ năng, về sự tự tin. Qua những câu chuyện mà các con học trên lớp ấy, thì các con cảm nhận được cái sự đồng cảm không chỉ ở trong cái môn học mà anh đã từng chứng kiến được những cái tình huống khi mà con ở ngoài cuộc sống ấy, thì con cũng có nói là những cái này con được học thì con cảm thấy được, con đồng cảm được đối với những số phận của những con người mà không may mắn như mình. Rất là cảm thấy rất tự tin và mãn nguyện về cái sự lựa chọn của mình đối với Bảo Châu. Và đến học tiếp năm cấp 2 thì Bảo Châu có nhiều cơ hội tốt ở các trường khác, nhưng với sự lựa chọn của con thì bố mẹ lại vẫn tiếp tục là để Bảo Châu gắn bó với ngôi trường yêu thích nhất của mình. Bạn lớn là năm lớp 9 là một năm bản lề mà bạn cũng lại từ một nơi khác bạn chuyển về. Và cái điều tuyệt vời nhất ý là con được một cái cô giáo chủ nhiệm rất là tuyệt vời, đấy là cô Bình An. Và cô dành tất cả những cái tâm huyết nhất cho các con, và chính cô cũng đã thay đổi rất nhiều ở các con. Cô đánh thức được ở các con cái tình yêu thương lớn lên, rồi cũng khơi dậy được ở các con cái sự phát triển mối quan hệ bạn bè. Rồi cô giúp cho các con có những cái tinh thần học tập phấn đấu lên. Có thầy Matt là thầy con học từ hồi lớp 4, lớp 5, là thầy vẫn luôn theo sát, luôn sẵn lòng cho những lời khuyên cho con. Và có những lúc con gặp những khó khăn về giao tiếp hay về cái nọ cái kia, thì đến bây giờ kể cả khi lên cấp 2 các thứ rồi mà con vẫn đến tìm thầy. Một cái mối quan hệ thầy trò kéo dài qua 5 tháng thì là một cái rất là đáng quý. Ba lần cô Hằng viết thư để nói với bố mẹ về cái sự trưởng thành của Bảo Châu, thì ba lần là mẹ và đã khóc khi mà đọc cái lá thư của cô viết về con. Cô luôn luôn tìm ra cái sự đặc biệt và những cái tố chất đặc biệt trong một đứa trẻ. Có những lúc mà anh cảm thấy là cô giáo thậm chí là hiểu con giống như bố mẹ hiểu, thậm chí hiểu hơn. Khi hỏi về các thầy cô thì lúc nào con gái cũng nở một cái nụ cười rất là tươi và nói về một cái sự chiều mến. Và mình thực sự là cảm ơn rất là nhiều các thầy cô, chú Duy đã dìu dắt con bước chân vào một môi trường học tập mới.